Các bê shop, xin chào bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ xem tiếp một cái bộ phận không thể thiếu trên cái dòng máy photo nữa các bạn. Đó là cái panel màn hình các bạn. Thì nguyên cái cụm trước này á, nó là một cái cụm chứa cái màn hình và các cái nút điều khiển ở trên đây các bạn. Có rất là nhiều nút ha, để chúng ta lựa chọn điều khiển trên cái máy photo của chúng ta. Vậy thì có nhiều bạn thắc mắc mà chúng ta chỉ việc xài thôi, còn nó trục trặc như thế nào á, thì chúng ta cứ thay thế mới, đúng không các bạn? Nhưng mà cũng có một số trường hợp các bạn, thì máy của chúng ta có thể là sửa được để đỡ tốn cái chi phí các bạn. Thì hình dạng của nó như thế này, hiển thị trước mặt các bạn hàng ngày, chúng ta thường xuyên thấy để mà chúng ta làm việc, đúng không? Đó, thì cũng như một số cái nút cơ bản các bạn. Ví dụ như cái delay contrast các bạn, chỉnh sáng tối màn hình ha. Help rồi template rồi user function, tức là các cái nút để mà chúng ta điều chỉnh đó. Hệ thống xanh, cái nút hiện ra để mà chúng ta vào những cái mode của máy. Phát, Effling, Scan, Copy, rồi nút dừng tạm thời, Job Status, Access, rồi nút tắt nguồn, rồi các dãy phím số các bạn, Clear, Function Clear, Stop, Start, đó, một số cái nút ở trên của nó như thế. Bên đây là để chúng ta chọn cái số bản photo hoặc là ngừng các bạn, hoặc là trên đây chọn chế độ Scan hoặc Copy hay là lưu trữ gì trên cái ổ cứng của nó đó ha. Còn bên đây thì chứa các cái nút hệ thống để chỉnh sửa khay giấy rồi này kia, nói chung là anh test rồi này kia, chọn số bản in này kia nhiều thứ. Còn bên đây là để chúng ta để ghim ha, chúng ta để ghim là chỉnh sáng tối. Thì cái panel nó cũng đơn giản như thế thôi các bạn. Thì cái panel này nó sẽ kết nối trực tiếp với tín hiệu với cái bo sheet của chúng ta ha. Vậy thì một số trường hợp mà chúng ta sẽ thấy được nó hiển thị lỗi là một số trường hợp nào các bạn. Thì thứ nhất, ví dụ mà lỗi bo sheet các bạn, thì chúng ta sẽ thấy được là màn hình nó không khởi động các bạn. Nó chỉ sáng lên, chớp tắt, sáng, chớp tắt như thế. Hoặc là nó sáng lên, nó hiển cái hình logo của máy photo ở trên đây. Xong rồi thôi các bạn ha. Thì đó là liên quan tới phần cứng là bo sheet các bạn ha. Còn cái màn hình này thì nó cũng hiển thị các cái thông tin ở trên đây để các bạn, để chúng ta chọn in hai mặt, một mặt, hoặc là chọn số lượng, hoặc là chọn khay giấy, nói chung là nó có trên đây. Đây màn hình cảm ứng nha các bạn ha. Thì màn hình ở dưới, còn cái miếng cảm ứng ở trên các bạn ha, nó có hai phần, một cái màn hình hiển thị và một cái miếng cảm ứng để chúng ta cảm ứng được. Thì lâu ngày các bạn, chúng ta bấm lâu ngày cảm ứng nó sẽ không ăn, nó chịch như thế nào đó ha, hoặc là nó hư luôn thì chúng ta sẽ thay cái khác, tránh nhiễu nước vào đây các bạn ha. Đó rồi, cái đó là cái bệnh thứ nhất các bạn. Cái thứ hai á, là cái màn hình này nó bị sọc một số đường, đúng không các bạn? Nó bị sọc một số đường. Ví dụ mình mở lên để chúng ta cùng nhau xem. Nó như thế này và nó treo như thế này hoài các bạn, thì có thể là do bo sheet đó. Rồi, ví dụ như cái màn hình nó bị sọc bên này các bạn, thì một á, lỗi nhẹ có thể là do cái màn hình các bạn, còn lỗi nặng là do trên bo sheet của chúng ta. Đó là cũng là một cái trường hợp lỗi. Thì màn hình này nó hiển thị những cái thông tin mã lỗi code của nó, khi mà máy của mình bị lỗi nó sẽ hiển thị ở trên đây, xe máy hoặc là CD hoặc là những cái mã lỗi đó, nó sẽ hiện trên góc ở trên đây để chúng ta hiển thị, chúng ta thấy. Còn nếu như mà không có màn hình hoặc nó mất đi á, thì chúng ta rất khó để phán đoán lỗi các bạn. Thì cái độ quan trọng của nó các bạn thấy ha, nó rất là quan trọng. Đó là nơi hiển thị tất cả các thông tin để chúng ta có thể là điều khiển một cái máy hoạt động ok, trung trung hay không. Còn nếu như nó bị lỗi một số cái phần nào, ví dụ như nguyên cái cụm bên đây chúng ta không thấy được các bạn,
thì khi mà máy bị lỗi thì nó báo lỗi, chúng ta đâu thấy được là nó lỗi cái phần nào để chúng ta chỉnh sửa, đúng không các bạn? Đó, cho nên nhất thiết là phải màn hình chúng ta phải ok để chúng ta thấy được thông tin, thì khi máy chạy nó lỗi thì chúng ta có đường, biết đường mà chúng ta chỉnh. Đó, còn ví dụ như cái nút mà chỉnh mà display contact này các bạn, nó chỉnh sáng mà chúng ta không chỉnh được các bạn. Đó, chúng ta chỉnh sáng tối ở đây ha, thì chúng ta cũng có thể là thay được nút này để chúng ta làm việc với cái màn hình nó ok hơn. Đó, thì đó là cái phần mình giới thiệu sơ qua về cái panel của cái máy photo nha. Thì gồm có màn hình hiển thị để chúng ta điều khiển và các nút bấm. Rồi, tiếp nữa qua là một số bệnh mình cũng chia sẻ cùng các bạn luôn. Thì cũng như cái bệnh lúc nãy mình cũng đã nói là cái màn hình có thể là khi chúng ta khởi động lên các bạn mà nó treo đứng ở logo hoài thì có thể là bị bullshit hoặc là bị RAM. À, nặng nhẹ thì mình cứ nói để mà các bạn cùng nhau phân tích ra các bạn. À, rồi tiếp nữa là cái thứ hai là khi mà màn hình nó hiện lên nó không lên giống như cái giao diện chúng ta làm việc hàng ngày mà nó báo lỗi là cái ổ cứng các bạn. À, nó không đọc được dữ liệu của ổ cứng để nó hiển thị lên thì do cũng trên bullshit, do ổ cứng của nó ha. À, mình nói đây là cái trường hợp mà nó hiển thị lên cái giao diện, cái desktop mà chúng ta làm việc thường ngày, đó là chọn khay giấy, chọn giấy rồi chọn in một mặt, hai mặt, in hộ khẩu, in căn cước như thế nào đó, nói chung tất cả nó hiển thị trên đây hết. Đó, rồi một bệnh nữa các bạn là do nó bị sập nha, nó bị sập màn hình hoặc là nó tối nó sáng hoặc là chúng ta cảm ứng không được. À, và cái thứ ba bệnh của nó là có thể chuột cắn đứt dây này kia, là chúng ta không thấy nó hiển thị nhưng mà máy vẫn khởi động chạy ok, thì có thể là chúng ta kiểm tra dây, kiểm tra màn hình lại hoặc là cái nút sáng tối nha các bạn. Đó, còn tất cả những cái nút này các bạn, những cái nút này có thể mà một số nút mà chúng ta bấm không ăn các bạn, đúng không? Ví dụ chúng ta xài một thời gian nó sẽ bị lờn, chúng ta bấm không ăn thì các bạn cứ bình tĩnh, chúng ta tháo ra, bên trong đó chúng ta tìm một số nút ở trên các cái panel của cái màn hình tivi hoặc là những cái nút nào ở trên màn hình tivi mà có nút chọn á, hoặc là mà chúng ta có sẵn á, hoặc là chúng ta mua cũng có các bạn, thì về chúng ta ngay vị trí đó chúng ta thay vào cái nút đó. Thì trước tiên chúng ta sẽ đánh dấu ha, chúng ta đánh dấu coi nút nào bấm không ăn, thì chúng ta tháo ra, tháo nguyên panel này ra rất đơn giản các bạn. Thì chỉ cần chúng ta bật cái nắp phía trước ra, chúng ta dặn máy ốc phía trên, chúng ta lấy ra thôi. Mình nói vậy á, khi các bạn gặp tới trường hợp máy nhà của mình thì các bạn cứ tháo ra, thì các bạn cũng đã nắm được các kiến thức rồi ha. Chúng ta cứ làm từ từ, tháo ốc ra và lấy dỡ panel lên rồi là ok. Rồi chúng ta tháo ra từ từ. Màn hình hư chúng ta chẳng có thể thay được nè. Rồi bo cao áp của màn hình nè. Rồi cái cảm ứng của màn hình chúng ta thay được nè. Các cái nút ở trên panel này chúng ta có thể thay được nè. À, nó chỉ là cái nút chọn bấm vô thôi các bạn nha. Rồi tiếp nữa, các bạn tiếp theo là chúng ta đổi cái bo xít các bạn, hoặc là chúng ta đổi min, hoặc là chúng ta đổi màn hình, chúng ta đổi cảm ứng các bạn. Thì có một số trường hợp là cảm ứng chúng ta bấm nó không ok ha, thì bước này á thì chúng ta sẽ sao các bạn, chúng ta sẽ chỉnh lại cảm ứng bằng cách là mình một tay mở nguồn, một tay mình nhấn 08 các bạn để vào cái speed mode của nó ha, 08. Rồi thì mình đã mở rồi nè, check auto counter thì nó hiện như thế này, mình nhấn vào là 692 các bạn ha, 692 được chưa, 692 star. Rồi bước này mình sẽ dùng cái tâm hoặc là cái ngón tay của chúng ta, chúng ta đặt ngay vị trí dấu cộng nè, ở giữa dấu cộng chỗ giao nhau nha. Thì lúc này mình đã chọn một, chúng ta chọn tiếp là vị trí thứ hai, cũng bấm vào dấu cộng. Rồi ok, tắt máy lại, tắt máy cho máy khởi động lại. Thì bước này là chúng ta đã chỉnh xong cái cảm ứng của nó, tức là sao,
cảm ứng nó bị lệch, bị chệch, chúng ta nhấn không ăn ngay cái vị trí mà chúng ta cần bấm, cho nên nó bị sai lệch cái cảm ứng. Cho nên chúng ta vào là 08692 rồi chúng ta chọn lại ngay đúng mấy cái điểm hai vị trí 1, 2 của nó ha, ngay dấu cộng giao nhau của giữa dấu cộng đó thì chúng ta bấm vào là ok rồi các bạn nhớ chưa. Đó, 692 điểm giao nhau giữa dấu cộng 1, tiếp tục điểm giao nhau của vị trí thứ hai. Đó, xong vậy là chúng ta bấm chọn các cái vị trí ở trên cái màn hình cảm ứng chúng ta ok. Đó thì đó là những cái cơ bản nhất về cái panel mà cái nào chúng ta có thể sửa được và một số lỗi của nó mình cũng chia sẻ với các bạn, để những bạn nào có cùng đam mê thì chúng ta cùng trao đổi học hỏi nghiên cứu. Các bạn nào thấy clip hay thì đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ mình nha. HP Shop xin chào các bạn.